Vậy là xin kính chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãng nha anh chị. Và những cái sản phẩm em lên anh chị thích món nào đó anh chị chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãng nha anh chị. 0913330469 nha. Và nếu mà anh chị mà không có xài Zalo anh chị trực tiếp điện thoại hoặc anh chị nhắn tin qua cái số em cũng niêm yết trên cái kênh anh chị, gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị, 0913 vừa là điện thoại vừa là Zalo là 330469 nha anh chị. Anh chị nếu lưu ý anh chị thích món nào đó anh chị cứ trực tiếp nhắn tin nha lên nha anh chị, và em sẽ báo mã số sản phẩm cho anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Và bây giờ em sẽ lên một cái bộ trà anh chị, một cái bộ trà này là một cái bộ trà vẽ phong cảnh và những cái nhà của Nhật nha anh chị. Và cái này trong này là họa tiết, này là họa tiết núi Phú Sĩ nha anh chị. Và thứ nhất nữa, thứ hai nữa là một cái ngôi nhà của Nhật nha anh chị, một cái nhà phong cách của Nhật và những họa tiết vẽ vàng như trong cái này, đồi núi nha anh chị, đồi núi và những cái tháp anh chị, những cái tháp họa tiết vẽ vàng toàn bộ nha anh chị. Cái bộ này rất là tiếc là đúng ra một bình nó có 5 ly nha anh chị và một tống, mà tiếc là cái bộ này em chỉ còn là 3 ly một rốt nha anh chị, một tống nha, với là một cái bình như thế này. Nói chung là bình này thì mới chưa qua sử dụng anh chị, chưa qua sử dụng nha. Truyện là truyện ký đỏ, nói chung là truyện này, cái này là bình cũng hơi già già tuổi anh chị. Cái này là một cái một họa vẽ phong cách Nhật nha anh chị. Và cái bình này là dạng như nó ra trước anh chị, những cái bình dòng Kutani mà những cái bình mà ra trước thì nó bình nó làm cốt nhỏ nha anh chị, còn bây giờ này ra bây giờ thì nó làm những cái bình cốt to hơn. Rồi một bình này anh chị, một bình ba rốt với ba cái ly này, họa tiết vẽ vàng viền nha anh chị. Và cái này là một cái rốt nha anh chị, một cái rốt. Rồi cái này là em sẽ đo đường kính nha anh chị. Bình này là dung tích là 320ml. Dung tích bình này là 320ml nha anh chị. 300 tới 320ml. Là cái nói chung là cái bình này là dung tích nhỏ nha. Dung tích là nhỏ. Thứ hai nữa là bình này là lọc tổ âm. Thứ hai nữa là lọc tổ âm nha anh chị, lọc tổ âm như thế này. Anh chị ví dụ những mua này anh chị siêu tầm thêm nha anh chị, để nhiều lúc lại bên em cửa hàng em thì có cái gì em bán nó nói cho em cũng không có sưu tầm thêm. Rồi bây giờ em sẽ đo ly chị, ly này đường kính là 7 chấm, đường kính là 7 nha anh chị, và cao của ly này là 4.5, cao của ly này 4.5 nha anh chị. Đấy, một bình này đúng ra nếu mà anh chị, nếu một bộ này nó đủ một bình 5 ly, một bình 5 ly với là một tấn, có thể là em bán cái số lượng em bán cũng được, bộ này thì cũng được 2 triệu, trên 2 triệu nha anh chị. Bây giờ này là em bán chị, nếu một bộ này thì một bình 5 ly với là một rốt này có thể em bán trên 2 triệu, mà bây giờ này bị thiếu hai cái chung như thế này. Rồi bây giờ em bán cái bộ này cho anh chị với giá là một bình nha anh chị, một bình này trị giá cho 600 với là, rồi cái này em bán cho anh chị bộ này với giá là 1.300.000, 1.300.000 anh chị. Nói chung là 3-4 cái này, 3 cái ly này thì đã cũng có mấy trăm rồi. Cái bình này nữa cũng có 5-600 nha anh chị đó. Em bán cho anh chị gộp hai món này là 1.300.000. Anh chị chốt cho em mã E1. E1 nha anh chị, 1.300.000 E1 nha. Cốt là cốt nặng nha anh chị. Cốt nặng và dày nha. Rồi em lên một cái bình nha chị. Bình này là bình sake nha chị, bình sake. Này là dạng như men này, men đá nha chị, men đá nha. Đấy, một bình này là gồm có 5 ly. Một bộ nha chị, một bộ như thế này. Thì nó gồm có là hai bình 5 ly nha chị, hai bình 5 ly. Ly này là miệng 5.5 anh chị, cao của ly này là này cao của này là 5 luôn nha anh chị, cao của này là 5 luôn. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị là hai bình 5 chung như thế này. Em bán cho anh chị bộ này 300. Rồi bộ này em bán chị 380.000 bộ này nha. 380.000 bộ này.
cái một cái này chị vẽ thư pháp nha chị. Cái hoa thứ hai nữa là cái này là ly đá, thứ ba nữa là cốt này, cốt nặng nha chị, cốt này hơi nặng một xíu nha. Dòng này là anh chị nhìn là mới chưa qua sử dụng, chứ mà cái dòng này là dòng rạng nha chị. Đó, mới chưa qua sử dụng nhưng mà dòng này là dòng rạng nha. 380k anh chị chốt cho em mã E2. Một bình nha chị, hai bình 5 ly nha chị, hai bình 5 ly E2 nha, 380k. Mấy cái ly này anh chị, em bán chị ăn gì thì tất nhiên uống rượu cho anh chị vẫn uống trà được, ok nha chị. Cái ly này cốt nặng. Cốt nặng nha chị. Sờ vào rất là mát tay nha chị, sờ vào rất là mát tay luôn. 380k anh chị chốt cho em mã E1 cái bộ này. E2 nha chị, E2 bộ này nha. Rồi em lên cái bộ này anh chị. Bộ này là em báo chị là một bình nha chị, một bình gồm có là chị. Cái này là một bình nha anh chị. Đó, một bình 4 ly như thế này. Cho mẹ em báo anh chị là cái bộ này là China nha anh chị. Made in China nha. Cái này là bộ xưa nha anh chị. Made in China. Thì nó có ký hiệu như này anh chị. Mẹ em báo bộ này là bộ xưa, không phải là mới bây giờ nha. Anh chị nhìn cái cốt men là anh chị sẽ biết là những cái hàng này là hàng xưa nha anh chị. Một dĩa và em có một bình. Một dĩa một bình 4 ly anh chị đó, một dĩa một bình 4 ly. Ly này là cốt nặng nha, cốt rất là nặng nha anh chị. Và trong này là lọc như thế này. Và ngay cái miệng anh chị, ngay cái miệng này nó có một cái lỗi xíu nha anh chị đó, một cái lỗi của men. Một cái lỗi của men ngay miệng bình nha anh chị, một cái lỗi của men ngay miệng bình. Cái bình này là dung tích khoảng chừng là dung tích khoảng chừng là 600ml nha anh chị, 600ml nước nha. 600ml nước. Và cái này em có 4 ly anh chị, 4 ly. Đường kính ly là 7.5 và cao của ly này là 5.5. Cao của ly là 5.5 nha anh chị. Rồi bây giờ dĩa này đường kính là 24 và cao của dĩa này là 2 nha anh chị. Cao của dĩa này là 2. Cái này dĩa này cốt cũng nặng mà không có truyền ký nha chị, không có truyền ký. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị với giá là 1.500.000 bộ này. 1.500.000 chị, em bán chị rõ cho này, China xưa nha. 1.500.000. Anh chị chốt giúp em mã E3. E3 nha chị, E3, 1.500.000 E3. Rồi em lên cái bộ này chị, một cái bộ này nha. Một cái bộ này là một cái dầm trà lớn nha chị, một cái dầm trà chú tiểu nha chị. Cái này là đường kính là 17 nha chị, đường kính là 17. Và em có 3 chiếc nhỏ như thế này nữa anh chị, 3 chiếc nhỏ như thế này nha. Đó cũng là chú tiểu luôn. Cái lớn là đường kính 17 và cái nhỏ này đường kính là 11.5. Cao của này là 3, cao của này là 3.5 nha chị đấy. Một cái bộ này em bán cho anh chị là, rồi bộ này em bán cho anh chị là 140k bộ này nha anh chị, 140k một cái dòng trà lớn và 3 chiếc nhỏ như thế này. Em bán cho anh chị với giá là 140k chú tiểu nha anh chị, 140k. Anh chị chốt cho em mã E4 nha anh chị, mã E4. 140k E4 là một bộ nha anh chị. Rồi em ra một cái bình trà chú tiểu anh chị. Một cái bình trà chú tiểu này là mới chưa qua sử dụng nha chị, mới chưa qua sử dụng. Mới chưa qua sử dụng nha chị. Lọc, lọc tổ âm. Lọc bình này là lọc tổ âm. Thứ hai nữa là cái bình này là có truyện ký đầy đủ nha chị, có truyện ký đầy đủ luôn. Thank you.
hồng chỗ kia chỗ ai. Má ông mình vừa chút có một cái nào làm với thêm gia đình. Rồi em ra một cái bình trà chú tiểu anh chị đấy. Bình này là dung tích khoảng chừng là 350ml nha anh chị. Dung tích là 350ml. Cái bình này em bán cho anh chị với giá là 300k bình chú tiểu này. 300k nha chị. Anh chị chốt cho em mã E5. 300k E5. Rồi em lên một cái này nữa chị, cũng là bình trúc. Bình này là bình trúc nha chị. Bình trúc lót nôn đỏ. Và cái này là bình trong này là lập lưới mới nha chị, chưa qua sử dụng. Cái này là có hộp nha chị, hộp mà hộp bằng giấy nha. Đó, cái bình này là mới chưa qua sử dụng. Bình này là không có truyện nha chị, bình này là không có truyện nha. Bình này không có truyện. Rồi cái bình này mới chưa qua sử dụng và không có truyện. Rồi em bán cho anh chị bình này với giá là 240k cái bình này. 240k nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã E6. 240k nha chị đó. Còn tem mạc như thế này. E6 nha anh chị, E6. Rồi cái này chị, cái này là ngũ sắc nha. Rồi cái này em có 5 chiếc như thế này anh chị, 5 chiếc. Mà có một chiếc là xanh coban nha chị, một chiếc xanh coban. Một chiếc xanh coban ngũ sắc nha anh chị. Có vẻ giống vẻ Imari luôn. Cái này dòng trà là Imari hết nha anh chị, Imari nha, họa tiết xanh coban Imari. Rồi cái này em có tổng là 5 chiếc nha anh chị, tổng là 5 chiếc. Đường kính này là 15.5 và cao của dòng trà này là 4 nha anh chị đó. 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 550k 5 chiếc này. 550k nha anh chị, 550k. Cái này là dòng trà nha anh chị, xanh coban và cái này là Imari nha anh chị. 550k 550k gồm có là anh chị, nó là tối là một cái này chị, một cái này là một tông nha chị, một cái này là một bộ nha. Còn có chiếc này là một bộ nữa là 5 chiếc nha chị, là 5 chiếc nha. E7 nha chị, E7. Rồi em ra một cái này chị, một cái này là một cái cây vuông tam thái nha chị, cây vuông tam thái. Họa tiết trong lồng là lam và ngoài là tam thái. Đường kính của này là 16.5 và cao của này là 6.5. Rồi cái này em bán cho anh chị một cái tam thái này 140k, tam thái và lam nha anh chị. 140k. Anh chị chốt giùm em mã E8. 140k nha anh chị, mã E8 nha. Con cho lên nguyên bộ nó chỗ cái chồng cao rồi nè, cố mình cái giỏ thứ nhất thứ hai thứ ba. Không không, bên đây à, cái chồng cao cao đó. Ở à, đây là đúng rồi, con coi chỗ đó có hả? Ừ, không phải cái đó hả? Con nhớ còn một chồng nữa mà không biết để ở đâu, biết không hả? Rồi em lên cái này anh chị, ba chiếc này là ba cái ngũ sắc nha anh chị, ba ngũ sắc, ba tam thái. Vừa là tam thái vừa là ngũ sắc nha anh chị. Ba chiếc này là một lục bát giác nha anh chị. Bát giác nha. Cái này đường kính là 14.5 anh chị, ba chiếc này là đường kính 14.5. Cái này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị đó, có truyện ký đầy đủ như thế này.
Rồi ba chiếc này em bán cho anh chị với giá là ba chiếc này em bán cho anh chị là 380k ba chiếc này nha anh chị, 380k ba chiếc luôn nha. Anh chị chốt em mã E9. Mã E9 nha anh chị, 380k mã E9 ba chiếc nha. Đường kính là 14.5 và cao của này là 5 nha anh chị, cao của này là 5. 380k một bộ như thế này. Ở trên nó còn ở trên nữa. Đây này này, thố nách á. Đúng rồi. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái thố ngũ sắc nha anh chị. Thố này là đường kính là 8 và cao của này là 700 năm. Rồi chiếc này em bán cho anh chị với giá là một chiếc này em bán cho anh chị với giá là 80k chiếc này. 80k nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã E10, 80k E10. 80k E10 nha anh chị, E10 80k. Rồi cái này chị tô này em có số lượng là 10 chiếc nha anh chị. Họa tiết ở trong là hoa. Họa tiết là hoa anh chị, vừa là hoa vừa là lam. Hoa đỏ nha chị. Nói chung là những cái tô lam này là siêu đẹp. Cái này em có số lượng là 10 chiếc nha anh chị, 10 chiếc ly tô nha. Đường kính của tô này là 16 và cao của tô này là 4 nha anh chị. Đường kính 16, cao của tô này là 4. Truyền ký đầy đủ nha anh chị, tô này có truyền ký đầy đủ nha. Rồi cái này 10 chiếc nha anh chị, 10 cái tô này. Rồi 10 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 10 chiếc nha anh chị. 10 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 480k 10 chiếc tô này. 480k nha anh chị, 480k 10 chiếc. Đấy. Anh chị chốt cho em mã E14 nha anh chị. Xin lỗi, E11 nha anh chị. 480k 10 chiếc E11. Rồi cái này là trúc anh chị, trúc này. Dĩa trúc này nó hơi đỏ một xíu mà em anh chị không sao hết nha. Cái này mới hôm qua sử dụng. 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc, 7 chiếc, 8 chiếc. Cái này là có 9 chiếc nha anh chị, 9 chiếc trúc như thế này. Họa tiết là vẽ nha anh chị, họa tiết là vẽ. Dĩa này trúc này đường kính là 16 nha anh chị, đường kính là 16 và cao của dĩa này là 2.5. Dĩa này là hơi sâu lòng một xíu anh chị, dễ sử dụng nha. Hơi sâu lòng một xíu dễ sử dụng. Rồi cái này 6, 9 chiếc anh chị, 9 chiếc dĩa này em bán cho anh chị với giá là 230k 9 dĩa này anh chị, 230k 9 chiếc này. Anh chị chốt cho em mã E12, 230k anh chị, 9 chiếc nha. E12 rồi em lên một cái này dĩa này anh chị. Dĩa này là đường kính là 24 nha anh chị, và ngang của dĩa này là 20. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 60k. Ngưỡng trồng ra.
Cái này 60k, cái này anh chị chốt cho em mã E13. 60k E13 bé ơi. Bé. Điều ơi. 60k E13. Nó biếu là lên chứ sao ngầu hoài trời. Rồi em ra một cái này chị. Cái này là hoa trà nha chị, một cái bình hoa trà. Rồi cái bình này chị, bình này là thứ nhất là có truyền trong nắp nha chị, thứ hai nữa là lọc tổ âm nha, lọc tổ âm. Mới chưa qua sử dụng nha chị. Cái này là một bên là hoa màu tím nha chị, và một bên là hoa màu xanh. Rồi một cái bình này chị, bình này là hoa trà nha chị. Em bán cho anh chị bình này với giá là 340k. Cái bình này 340k chị. Cái này là chưa qua sử dụng nha. Đó, thứ nhất là lọc tổ âm, thứ hai là có truyện, thứ ba nữa là bình này là dung tích 380ml nha chị, 380ml. Rồi bình này em bán cho anh chị 340k nha chị. Anh chị chốt cho em mã E14. E14 nha anh chị, E14. Rồi em lên cái bộ này nha chị. Bộ này là một cái bộ chú tiểu nha chị, một cái bộ chú tiểu vui xuân nha chị, chú tiểu vui xuân. Và cái này là anh chị, cái này là men của này là anh chị. Men cái này là giống như là cái men Fulcani nha chị. Thứ nhất là một bộ này nó có một cái chén như thế này. Cứ mỗi chị đấy, một hộp em có một nguyên một hộp luôn nha chị, một hộp như thế này đó, một hộp như thế này chị. Em nó có là 5 cái bộ thốn như thế này, 5 bộ thốn như thế này nha chị, và một cái chú tiểu như thế này, là tổng là 5 bộ nha chị, 5 bộ. Rồi em sẽ đo cái chén này, chén này đường kính là 8 nha chị, và cao của này là 3 đó, đường kính là 8, cao của này là 3 nha chị, và cái thốn này đường kính này là 8, cao là 8 luôn nha chị, cao là 8 như thế này chị đấy. Một bộ hình dung như thế này em có là em có 5 bộ nha chị, 5 bộ như thế này. Em sẽ ưu tiên cho anh chị lấy nguyên một cái hộp 5 bộ luôn nha chị, lấy nguyên hộp 5 bộ. Rồi em bán cho anh chị bộ này với giá là 70k một bộ như thế này. 5 bộ này với giá là 70k một bộ như thế này nha chị. 70k một bộ gồm có là một cái thố và một cái này là 70k một bộ. Anh chị chốt cho em mã E15. E15 nha chị đó. Có một hộp như thế này nha, E15. Dạ em xin phép chào. Đây anh chị đấy. Cái này là một hộp 5 bộ như thế này anh chị. Đó nguyên hộp nha. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.